Kia ha mọi người. Đấy là đường cao tốc của Trung Quốc ha. Bây giờ nhìn ở xa rất là rõ rồi. Bây giờ mình sẽ zoom lại cho mọi người cùng xem nhé. Đó, ở xa. Máy này zoom không hết mọi người. iPhone zoom không được xa lắm. 3x đây. Mọi người có thể thấy là có cái gì đỏ đỏ kiểu như là để đưa cái dầm cầu sang núi đấy. Thì càng nó càng hoàn thiện thì ở xa càng nhìn rõ luôn. Trước chỉ mờ mờ, bây giờ nhìn khá là rõ rồi. Xuống đoạn bên dưới thì nó lại che khuất cái thế cây rồi. Đây, mình đang ở bên Việt Nam này. Đường bên mình vẫn đang làm này. Đây, xuống dưới đây thì nhìn khá là gần. Gần hơn đoạn bên trên một chút mọi người. Đây, zoom kịch sản của iPhone này. Còn cái bên kia là có cái cối tủ pin điện gió đấy mọi người. Đây mình xuống cái chỗ gọi là khá là nhìn khá là thông thoáng, nhưng mà máy này của mình zoom nó không được nét, zoom xa nó không được nét.